một cốt bia siêu rộng rãi và thoải mái chỉ với 39k một giờ. Các bạn không nghe nhầm đâu ạ, chỉ với 39k một giờ các bạn có thể chơi thả ga cùng với các combo siêu hời mình sẽ nói ở cuối video nhé. Và club hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là The Billet House, có chủ đầu tư là anh Tờ Con nha. Khi bước vào quán với diện tích xuyên suốt là 1200m², được thiết kế theo tone màu xanh vàng khiến club trở nên năng động trẻ trung hơn bao giờ hết. Và các bạn đừng quên check in tại đây nha. Nhân viên check care rất nhiệt tình luôn, nên có không may phải chờ bàn ý, thì cũng ok la nhá. Với diện tích 1200m² thì số lượng bàn được trang bị là gần 50 bàn. Club được chia thành 2 khu, có khu thường và khu VIP. Khu VIP thì anh chủ sử dụng 2 mẫu bàn là Ka King Emperor và Ka King Imperial, 2 dòng sản phẩm hot hit nhất của nhà Ka King. Bốn xung quanh là camera nên là các anh em cứ việc thử hiện. Việc ghi lại khoảnh khắc đẹp là việc của mấy em này. Hàng ghế chờ khu thi đấu siêu rộng rãi để cho các bạn tiện theo dõi các trận đấu cũng như là các trận đối kháng giữa các cơ thủ. Không gian rộng rãi, thoáng mát, trang thiết bị hiện đại, bàn và phụ kiện đều là những thương hiệu lớn. The Billet House có rất nhiều các chương trình khuyến mãi và các combo cực thời, mình sẽ để ở trên phần video nha. Và quán cũng thường xuyên tổ chức các giải đấu giao lưu cho các anh em nữa. Và đặc biệt là sẽ có sự hướng dẫn các đường đi cơ bản của anh Tờ Con nha, là chủ đầu tư của The Billet House. Và địa chỉ quán có tại 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Mọi người qua giao lưu và trải nghiệm ngay nhé.